Jimmy Nguyễn tổ chức đêm nhạc để xin lỗi khán giả Hải Phòng. Jimmy Nguyễn thông báo tổ chức đêm nhạc hoàn toàn miễn phí tại Hải Phòng vào mùng 5 tháng 5 tới. Anh muốn xin lỗi khán giả vì sự cố xảy ra ở sự kiện tối mùng 7 tháng 4. Tối ngày 25 tháng 4, ca sĩ Jimmy Nguyễn thông báo tổ chức đêm nhạc miễn phí vào mùng 5 tháng 5 để xin lỗi khán giả Hải Phòng vì sự cố xảy ra trong đêm nhạc. Mùng 7 tháng 4 vừa qua, đại diện công ty cổ phần thương mại dịch vụ truyền thông Sóng By Night khẳng định đã xin giấy phép và được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chấp thuận tổ chức chương trình trở về vào mùng 5 tháng 5 qua văn bản số 894/UBND-VH1. Chương trình dự kiến có 17 tiết mục. Đại diện của nam ca sĩ cho biết chương trình hoàn toàn không bán vé, phần lớn thư mời dành cho khán giả đã mua vé trong đêm nhạc ngày mùng 7 tháng 4. Khi phóng viên Dinh đặt câu hỏi về việc show sắp tới có thu phụ phí giống đêm nhạc trước đó không, đại diện của Jimmy Nguyễn khẳng định sự kiện hoàn toàn miễn phí. Nói về đêm nhạc ngày mùng 5 tháng 5 sắp tới, ca sĩ Jimmy Nguyễn cho biết, ngay sau sự cố trong đêm diễn ngày mùng 7 tháng 4, trách nhiệm không thuộc về mình nhưng là một nghệ sĩ, tôi vẫn thấy mắc nợ khán giả hôm ấy. Tôi tự hứa dù thế nào cũng phải trở lại và hát phục vụ những khán giả ấy. May mắn là phía công ty Sóng By Night rất nghiêm túc và cầu thị đã quyết định thực hiện lại đêm nhạc trở về hoàn toàn miễn phí để xin lỗi khán giả của tôi. Vào mùng 7 tháng 4, khi đang biểu diễn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt, Tiệp, số 53 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, lực lượng liên ngành Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, thanh tra Sở Văn hóa và Công an thành phố Hải Phòng đã kiểm tra, yêu cầu dừng khẩn cấp. Theo đó, khi chưa được chấp thuận, đêm nhạc đã diễn ra. Sau đó, đại diện công ty cổ phần thương mại dịch vụ truyền thông Sóng By Night, đơn vị tổ chức đêm nhạc, chính thức lên tiếng, đồng thời xin lỗi Jimmy Nguyễn. Tại phần cuối trong live show của Jimmy Nguyễn, với nguyên nhân khách quan, chương trình bắt buộc phải dừng lại. Mọi nỗ lực để thực hiện chương trình trọn vẹn, chúng tôi đã làm hết tâm huyết nhưng chưa hoàn thành sứ mệnh mang đến một món ăn tinh thần hoàn thiện cho khán giả, đại diện đơn vị tổ chức cho biết. Trong khi đó, đại diện của Jimmy Nguyễn khẳng định sự cố ngoài ý muốn thuộc hoàn toàn trách nhiệm của ban tổ chức do chưa nắm được quy trình vận hành và thực hiện tổ chức sự kiện.